Hello everyone. Here is how they build the house. They make the roof. Wow. They build the whole house, huh? I don't know. A beautiful one. I don't know what company. They make the whole roof here. Muga. Muga window. They build the whole house đó mọi người ơi. How they build the house in America? I don't know how much for this house. It's beautiful, huh? Thank you for watching. Please subscribe. Mọi người ơi, đây là cách mà người ta mà xây nhà ở Mỹ á. Nhà ở Mỹ toàn là bằng gỗ không, không có bằng gạch đâu nha mọi người. À, người ta ở Mỹ á, thì nó xài gỗ ở ngoài trong, rồi nó stucco ở ngoài, cho nên nó sẽ không có đó cho nó ấm á, chứ nó không có. I want to ask question. Your phone number, I want to ask. Mi muốn hỏi cái số phone của ổng vậy. Để có gì mình say mình hỏi ổng. Wow, beautiful đúng không hả? Thank you for watching. Please subscribe. Mọi người ơi, nhớ nhấn nút đăng ký nha mọi người. Muốn hỏi một câu hỏi của ổng.